Xin chào tất cả các chị em, Mai Phương lại quay trở lại với những bộ đồ công sở để dành cho các chị em đi làm đây. Mai Phương biết là thời gian vừa rồi thì các chị em đang rất là săn lùng những set đồ công sở tại Mega Fashion, bởi vì chúng ta đang đi làm trở lại và bắt đầu là vào cái guồng cay là mùa hè cũng đến rồi đúng không? Sẽ cần những cái bộ đồ công sở mát mẻ một chút này. Đó, nhưng mà nhìn nó vẫn có cái sự lịch sự để chúng ta đi làm nhìn nó kín đáo. Thì đây là một cái gọi là cái gợi ý dành cho mọi người đây. Đây, mọi người nhìn này. Đó, vẫn là họa tiết kẻ nhưng mà có thêm một vài những cái họa tiết gọi là vẽ vào xung quanh cái váy này, nhìn nó rất là lạ luôn. Được tặng một cái beo, đó, một cái beo cứng này ở phần eo như thế này, nên là những ai mà ví dụ như là bụng có hơi to hay là vòng hai có hơi to thì nó cũng sẽ che được hết cái khuyết điểm của chúng ta nhá. Đó, tay nhá, tay là dạng tay bo này, mọi người thấy không ạ? Như thế này sẽ giúp cho chúng ta nhìn cái phần tay nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Cổ thì là dạng của Peter Pan của Đức. Đây mọi người cũng có thể là đóng kín như thế này, hoặc là mọi người cởi một cái cúc ra cũng rất là xinh. Đóng kín thì nó theo kiểu là lịch sự này, kín đáo đúng không? Bỏ ra một chút thì nhìn nó sẽ trẻ hơn. Đây, tùy mọi người thích đóng cúc hay là bỏ cúc cũng được. Váy này thì có đủ size S, M, L và XL luôn nha. Phương là nặng 48kg, cao 1m65, đang mặc size S. Đằng sau nhớ cực kỳ tôn phần mông của chúng ta luôn này. Đó, nhờ cái eo á. Chân váy thì sẽ dài qua đầu gối một chút. Đó, nhìn nó vẫn khoe được phần chân, nhưng mà sẽ giúp cho chúng ta nhìn cái chân của chúng ta được nhỏ nhắn hơn, bởi vì dáng của nó là dáng váy bút chì, rất là dễ mặc ấy. Đó, ví dụ chúng ta mặc cái váy này, chúng ta ngồi làm việc thì nhìn nó rất là thanh lịch và cũng rất là thoải mái. Chúng ta di chuyển cũng thoải mái mọi người ạ. Đây này, đó, không bị kiểu co cứng hay gì đâu. Chất vải thì là phải thô nha mọi người. Đó, vải thô nhưng mà kiểu dạng như là nó vẫn có cái độ mát ấy, chứ không phải là thô như mọi người nghĩ đâu. Vải thô này thì nó vẫn mát mẻ. Đây mọi người có thể cho mọi người nhìn gần, có cả túi này. Đấy, vải này. Một cái chất liệu cũng rất là mát, mọi người mặc vào mùa hè thì cũng không lo là bị nóng nha. Túi rất là rộng này,